công văn cấm các trường tổ chức lễ Noel cho học sinh để xuyên tạc chính sách của nhà nước Việt Nam với các tôn giáo. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, trên mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp một công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè gửi hiệu trưởng các trường mầm non, trường phổ thông trong và ngoài công lập để yêu cầu thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về việc không tổ chức hoạt động Noel trong trường. Theo đó, các đơn vị trường học không tổ chức trang trí hang đá, cây thông, ông già Noel, các hộp quà, không tổ chức việc ông già Noel đến trường tặng quà và chụp hình. Nếu đã trang trí thì phải tháo dỡ. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh đã phản đối công văn này vì cho rằng việc tổ chức vui chơi Noel ở trường là một hoạt động bình thường, không nên cấm đoán một cách cứng nhắc. Trong khi đó, một số phụ huynh khác lại ủng hộ công văn vì cho rằng hoạt động vui chơi này sẽ ảnh hưởng đến việc học của trẻ em và sẽ gây bất công nếu cháu này được tặng quà trong khi cháu kia thì không được. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè đã tuyên bố thu hồi công văn với lý do rằng huyện không có chủ trương như vậy. Cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè giải thích rằng khi ban hành công văn này, họ muốn tránh tình trạng các trường học, vận động phụ huynh quyên góp tiền tổ chức vui chơi Noel dẫn đến lãng phí không cần thiết như nhiều phụ huynh đã phản ánh. Tuy nhiên, các nhóm công giáo chống đối vẫn tiếp tục công kích công văn này sau đó đã được rút lại vì ít nhất 3 lý do. Thứ nhất, họ cho rằng công văn này đã xuất phát từ chủ trương cấm đoán chung của nền giáo dục chứ không phải từ một sai sót của địa phương, vì một trường học ở địa bàn khác cũng vừa nhận được văn bản tương tự. Thứ hai, họ cho rằng nhà nước đang muốn cô lập người công giáo khỏi các cộng đồng khác ở Việt Nam, vì cổng thông tin Phật giáo vừa đăng một bài phê bình, phê phán về việc tổ chức Noel ở các trường, cho rằng đó là một hình thức truyền bá tôn giáo bị cấm được ghi rõ ràng trong luật giáo dục. Thứ ba, các trường thường xuyên tổ chức thi học kỳ vào ngày 24 và 25 tháng 12 hàng năm, khiến học sinh công giáo không có thời gian để dự lễ. Tuy nhiên, các cá nhân chống đối lại có góc nhìn khác nhau về vụ việc này. Ở cánh cực đoan, Lê Văn Sơn cho rằng không chỉ việc người công giáo mà cả thế giới tổ chức ngày Noel, vì vậy ai ngăn cấm học sinh mà làm việc này là vô giáo dục và mất đạo đức. Tuấn Khanh và Linh Mục Lê Ngọc Thanh nói rằng vụ việc này đang thấy nhà nước Việt Nam đang xâm phạm quyền tự do tôn giáo của học sinh, đồng thời cố tình cô lập công giáo với các bộ phận khác của dân tộc. Trong khi đó, Linh Mục Đưng Hữu Thoại bình tĩnh hơn khi nói rằng nhà nước đang không phân biệt được một nghi lễ tôn giáo với một lễ hội ăn theo tôn giáo. Dù vậy, cả hai Linh Mục đều phàn nàn về việc học sinh công giáo bị phân biệt đối xử ở các trường và phải thi học kỳ vào dịp Giáng sinh khiến không thể đi dự lễ. Ở cánh phản biện, Hoàng Hải Vân viết, Theo tại Hạ được biết thì ở Mỹ, việc tổ chức mừng lễ Giáng sinh ở các trường công là vi hiến. Nói chung, các hoạt động tôn giáo không được phép tổ chức ở trường công, cũng như ở các công sở, vì tu trình án thứ nhất hiến pháp Mỹ không cho phép chính quyền công nhận tôn giáo, cũng như không cho phép hạn chế tự do tín ngưỡng. Việc tổ chức mừng lễ Giáng sinh ở trường công đồng nghĩa với việc chính quyền công nhận công giáo, vì lẽ đó có thể sẽ bị các tôn giáo khác hoặc những người không theo tôn giáo nào kiện. Sau đó, vẫn chê chính quyền huyện Nhà Bè non gan vì đã ban hành dù rút, rút lại công văn trên dù không cần thiết. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 5 ý kiến. Thứ nhất, chúng tôi cho rằng dù động cơ của người viết là gì, thì bài viết trên cổng thông tin Phật giáo cũng đã phản ánh đúng sự thật. Điều 19 của luật giáo dục sửa đổi quy định như sau. Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Như Hoàng Hải Vân đã đề cập, luật Mỹ cũng có một quy định tương tự áp dụng cho các trường công. Thứ hai, dù công nhận điều luật vừa nêu, chúng ta vẫn cần xem xét ý kiến của các phụ huynh rằng cơ quan quản lý không nên nhầm lẫn hoạt động giải trí nhân ngày Noel với các nghi lễ tôn giáo. Thứ ba, vì lễ Giáng sinh vẫn đang được tổ chức tại những các nhà thờ và các gia đình thiên chúa giáo, không có chuyện nhà nước Việt Nam ngăn cấm nghi lễ này, như lời các linh mục cực đoan. Thứ tư, các bên liên quan cũng cần ghi nhận một số vấn đề là các học sinh, sinh viên theo Thiên Chúa Giáo sẽ chịu thiệt thòi nếu phải thi học kỳ vào dịp lễ của họ. Thứ năm, chúng tôi mong các linh mục Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại nhìn nhận vấn đề một cách công bằng hơn. Vào thời Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm từng bắt mọi công sở tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng lại bãi bỏ ngày nghỉ lễ Phật đản và cấm treo cờ Phật giáo. Chế độ của ông cũng dành hầu hết học bổng du học cho học sinh, sinh viên công giáo, đồng thời để các linh mục soạn một phần chương trình học chừng nào các nhóm công giáo cực đoan còn tôn thờ Ngô Đình Diệm và tuyên truyền rằng Diệm đã xây dựng một chế độ kiểu mẫu cho Việt Nam, họ không có tư cách để nói rằng nhà nước Việt Nam đang vi phạm quyền tự do tôn giáo. Sóng truyền thông